chào bạn tôi là tùng nguyễn mạnh tùng hôm nay tôi sẽ đưa ra giải pháp và chia sẻ cho các bạn một giải pháp để làm sao mà khi cái máy tính của bạn là laptop hoặc pc mà chạy lắng lên bị đơ bị treo bị ngắt thì khi các bạn biết là như này tôi lấy ví dụ rất đơn giản là trên một cái bộ máy tính thì các bạn sẽ có vài cái ba thứ các bạn toát nhiệt ra đó là con cebu này đó cái cạc, cạc đây là con chipset này cộng với nó các bạn có cái cạc màn hình thì nó sẽ cắm như này và nó sẽ dùng để toát như à, nó cũng là một thiết bị sinh ra nhiệt khá lớn. À, nguyên lý sinh ra nhiệt thì rất đơn giản, các bạn biết là cái công suất P và bằng U nhân I. Vì vậy là những cái vật sinh ra nhiệt thường là ăn cái cường độ dòng điện và điện, điện cao cộng với một cái điều kiện nữa một một cái vật sinh ra nhiệt lớn thì cái này nó là một cái từ hơi chuyên ngành một tí, người ta gọi là tần số đưa vào đó hoạt động cao lên nữa thì dẫn đến tình trạng đó là nóng và toát ra nhiệt. Vì vậy là chúng ta cần ngay một cái gì đó như kiểu nước sửa tinh Làm dịu ngay cái cơn khát bật tan mọi cái sự lắng mức của chúng ta đi Thì ở trong cái ngành công nghệ này Nó cũng có một cái thiết bị để làm hạn chế Và giảm đến tối đa cái nhiệt độ được toát ra bởi con CPU này Lên một cái vật khác Đó chính là một cái quạt tỏa nhiệt Các bạn nhìn này Đồng chạm đồng hay cu chạm cu hay sắt chạm sắt Thì nó sẽ không làm tối ưu hóa cái lực nhiệt toát lên đây Nhiệt từ đây phải hấp thụ được lên đây sau đó được cái hệ thống quạt nằm mát thổi ra ngoài thì lúc này cái nhiệt ở đây sẽ giảm và máy của chúng ta không đơ không nắc không treo xem AGV còn có hứng mà xem không lại là tiếng trước hình sau nó mệt ra thì chúng ta có một bộ sản phẩm đó chính là keo tỏa nhiệt à, khi dùng keo tỏa nhiệt thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ trực tiếp ở trên con cpu này xuống đó và máy tính sẽ không còn bị cái tình trạng là tự tắt khi lắng nữa cộng với điều kiện là cpu sẽ mát không bị tình trạng là chạy lâu và chết cpu à, dẫn đến tình trạng là treo lát đó ở đây tôi có hai cái loại keo tỏa nhiệt chính một cái loại là dùng thông thường mua một tít các bạn có thể vệ sinh máy tính cho luôn cả một nàng một bản luôn chi phí cũng dưới 50.000 mươi vì vậy là chúng ta chẳng ngại gì cả các bạn đừng nghĩ là 50.000 nó to tác khi các bạn bỏ ra một cái chi phí dưới 50.000 các bạn có thể làm giúp bạn bạn người yêu bạn bố vợ bạn tất tật các thứ để làm sao tất cả những cái máy tính chạy vì khi các bạn biết rồi một máy tính mà bị lỗi kể cả những cái lỗi đơn giản như chạy đơ khi các bạn sẽ mang ra ngoài thì các bạn hoàn toàn có thể mất tiền trăm à, mất tiền trăm hoặc vài trăm tùy cái độ dẻo của người sửa máy đó à, vì chúng ta có những cái này chúng ta hoàn toàn có thể tự làm được chỉ là tháo cái quạt tỏa nhiệt ra xăng bắt đầu cầm cái xi lanh này. không nghiện cũng có thể làm được Trích công bạc xích đó xong bơm bên đây là xong cái này chúng ta không cần nghiện ngập chúng ta làm được tự hào là người tiêm trích ok chưa ạ ngoài ra tôi còn một cái loại keo lứa cả nhiệt nữa là tốt hơn các bạn nhìn nó như anh chàng tí hon này nhưng nó đắt hơn đắt hơn gần gấp ba cái này đó là cái loại keo M4 một cái tuyếp này các bạn có thể tra được cho khoảng 30 máy tính và 30 laptop hoặc 30 cạc màn hình vì vậy chúng ta hoàn toàn thể bỏ ra một chi phí khá nhỏ để tối ưu hóa một là lợi nhuận và tối ưu hóa cái công suất của máy tính khi chúng ta không bị đơ, bị lát, bị giật, bị chạy ngắt và treo treo hay là chạy ngứa mắt thì chết cpu à, giải pháp rất an toàn đó là cũng chỉ chích và sốc, cầm xi lanh sốc vào cái là xong. Chúng ta giải pháp xong vấn đề. Vậy tôi vẫn khuyên các bạn là không có một lời giải nào để cho vấn đề là một tháng hay bao nhiêu tháng các bạn vệ sinh máy tính và tra keo tỏa nhiệt một lần. Ví dụ các bạn tra keo này để đắng chết quạt CPU vào Trong vòng 3 năm các bạn không cần sờ đến ít nhất Đấy là cái thời gian maximum 3 năm các bạn không cần đến động đến tỏa nhiệt nữa Còn cái này thì các bạn phải ngắn hơn Đúng ạ, tiền ít thì không thể giết cái thơm được rồi Chúng ta có quy luật rất đơn giản, nó cụ dạy rất rõ ràng rồi Không có thể tiền ít mà giết cái thơm được à, Vậy à, tôi khuyên các bạn là lên thủ sẵn cho mình một tuyếp keo để tự mình có thể vệ sinh và tự mình cũng có thể trải nghiệm cái cảm giác là tự mình làm những việc mà khi mình không muốn làm thì phải mất tiền ở đây chúng tôi có hai loại như lúc nãy đã nói một là keo to giá rẻ hai là keo nhẹ keo nhỏ giá to à, dùng cho ba tác dụng vệ sinh bôi tỏa nhiệt để làm mát cpu của laptop pc và cả Vega các bạn cần mua hàng vui lòng truy cập web đó là low2.vn các bạn đặt đơn thì mình sẽ ship code cho bạn hoặc liên hệ với mình theo hai số điện thoại đó là 0906 010103 024 6683 6633. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn.